cỏ già xua là cứ bích và lóc. Không có nói nhiều. À, bẹp bẹp. Tin ai còn tin được chứ, tin thế đầu buổi nào được thằng Tam mõm này em mở kèo thua hút. Anh em ô in theo tao về bờ. Gia xua 5 phím mà anh ta bấm 18 phím đó. Gì vậy? Sao game nào có gặp một hay ông vậy chứ cha? Rồi xua đánh sao đây? Hết vui anh Trung đã căng bam. Lại chết ở mít, đang solo kill trên top lại mít đã đen đã chết đúng rồi. Chắc anh em nó chơi game khó không? Cứ tới cái lúc tôi hẹn con cái là mày nhìn mấy cha đánh rồi tôi làm biến hạt luôn á. Anh Trung lốc xoáy này hơi đuối nha, cần phải học tập. A Khải lốc xoáy gánh tim đi vác bàn phím qua Khải chỉ vài đường. Phong lưu quỷ kiếm đa tình anh Trung đánh ác chứng minh là tài vô game, chỉ có một bài giết người thể hiện đố ai sánh bằng farm lính di chuyển băng băng combat thắng trận đéo thằng nào khinh chơi game đéo phải chứng minh lặng im thi đấu lên trình nó cao. Cảm ơn Kim, cảm ơn em nhiều nha, nhưng mà anh 3 triệu rồi Kim ơi.
chơi game Echo. Rồi giờ mỗi lần vô gạt game nó bất tử nữa, không biết chơi sao. Trong khi đồng đội của mình đéo có một tháng cũng tác dụng gì. Không sao hết anh Trung, bọn em tin anh sẽ đưa bọn em về bờ trong tối hôm nay. Anh em cứ lút hết là lụm nha anh em. Phải chi đủ đó thì chơi game Echo được mà mày lao vô được nhàn sao của nó, tôi đỡ câu được một chiêu cuối hay là gì đó. Đó không phải cọt được trong cái bát xịt được hay sao đấy. Chứ cái dễ dàng đi chơi không nhiều. Mày trừ 10.000 xu còn đỡ tao gớt kim cương 1 đây nè. Tao gớt kim cương 1 đây nè. Mày trừ 10.000 xu còn đỡ đó. Bố mày đang gớt kim cương 1 đây. Thằng đấy mất dạy thật, cậu cho tớ xem đi, tớ hứa không hỏi đâu. Trời đủ má. Ông còn mặt dày ông mời tôi chơi game nữa không nội. Phải ông này không? Tôi tưởng ổng đủ, ổng còn mặt dày còn mời tôi vô chơi game nữa chứ. Bỏ khổng ăn cỏ bỏ ngu, trụng giợt cạo thụ trụng ngu hợn bỏ. Tối nay thật là đẹp trời, ra xua anh múa tuyệt vời làm sao. Nhưng mà tưởng anh thế nào, ai ngờ bốc cất xoa vào mặt thôi. Phân lút anh tôi quên rồi nhờ.